Sang
Sāmicchipatipanno bhagavato sāvakasangho yāmiyātāni purisayukkāni ātha-purisabhaṅgalā esa bhagavato sāvakasangho āhuneyo bāhuneyo nākhineyo āñcavikaraneyo anuttaraṁ puñyakhetaṁ lokā Sang
ังกะโหนะกุลาจักกัมมันตาอิตัมมังกะลัมโมตัมมังดาลัยจะธรรมจริยาจัญญาตะกาลัยจะสังกะโหนะวาจาริกัมมังเอตัมมังกะลัมโมตัมมังอารติวิรติบาปามัจจะปาลาจะสังยังโหอัปปมาโตจะธรรมเมสุเอตัมมังกะลัมโมตัมมังอารติจักตัยยุตากะลีนะธัมมาสวะนังเอกังมังคะละมุตตะมังคันติจะโสวัจจสตาสมณานัญจะดัสสะนังกะลีตะธัมมาสะกะติตังมังคะละมุตตะมังตะโพจะพรหมจริยัญจะอริยสัจจะนะดัสสะนังเอปาละสัญจิกิริยาจะเอตังมังคะละมุตตะมังพุทธะสโลกะเยตังยาสนกัมปติอโศกังวิรจังเขมังเอตัมมังกะละมุตตะมังเอตัดิสานิกาตวานะสัพพะตัมมะรายิกาสัพพะตะโสทิงกะชันติตังเตสัมมังกะละมุตตะมังอามิหันทุกข์ยื้อไปโดยเงี้ยมองถอยเทต้องเดือดตายกี่เดียสาขัวเกิมยากรรมโกดองกันหันสาเปกีเดมเดิมมาขอโมกมีเจยยุงสังทุทังนาวางเจียวเยียวสังตัวกีเบียงเล่นเนยปักเงอดันเลเทตงโดยตงรอยดึงหมอบบันบุงกินบันบังบังเลยเกรังจื้อเทียงบาผู้ทางตำเก่ามองเดยมองเดยสองมังลันเส้นเงยบีบีบีมังนิยายจุ่มกองเด็กผู้พลันเก้าเถื่อนเด็กต้มดีเลยหอยโดยยางใหญ่ยื้อไปต้องกันบุยแก่ทั้งกันบังดีเหี้ยนรุ่งเยื่อมังต้มเถื่อนông thiền pháp là phố lan cao thượng biết cung kính kiêm nhường trí tôn và trí ân đúng thời nghe chân pháp là phố lan cao thượng nhận nhục tấn thượng hóa thượng nghĩa kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phố lan cao thượng sống pháp hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biệt đời tâm công đồng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân tâm nơi được an toàn là phúc lành cao thượng. Mô Bụt Tha dạ. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Thanh Má trên Bao Thóp mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, giờ New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, giờ Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, giờ Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều,
giờ xích ni 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con nhập hình thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Dạ con kính tri ân sư và xích thầy gặp, xích Hoa Nguyệt cho con biết được tín hiệu. Hôm nay thứ năm ngày 26 tháng 9 năm 2019, Phật lịch 2563, đề tài hôm nay giáo trình trường bộ kinh Dikhanikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 34 kinh thập thường. Uttara Sutta 10.8, 10 pháp cần được sanh khởi sẽ được Đại Đức Huy Niệm giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thường tọa minh hạnh từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bụt Tha Ya. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng diệu ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lĩnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng ứng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lĩnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tam vị nhận lễ Phật tầm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho về niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết là tu trong thiện. Chư thiên ở vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa minh hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bụt Tha Ya. Con thành kính lãnh lễ ngài Tỷ Siêu cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhược bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ, nhược bình kính chào đạo tràng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình trường bộ kinh Dikhanikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 34 kinh thập thượng Dasuttara Sutta 10.8, 10 pháp cần được sanh khởi. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỷ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya, con kính dâng mít đến ngài ạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư Thiên Văn Đệ Tử Phật. Kính chào quý bà quý cô tu nữ và thân chào tất cả quý Phật tử và kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học qua chủ đề 10 pháp cần sanh khởi. Trong 10 pháp cần sanh khởi này, tức là 10 pháp tưởng, ở đây chúng ta có hai cái danh sách liệt kê 10 pháp tưởng ở trong kinh Kirimananda Sutta. Đức Phật ngài dạy 10 pháp tướng là tướng vô thường,
tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng hiểm họa, tưởng từ bỏ, tưởng ly tham, tưởng đoạn diệt, tưởng bất hỷ thế gian, tưởng vô thường đối với tất cả pháp hành và niệm hơi thở. Một cái danh sách đó, cũng là 10 pháp tưởng Dasasanya, nhưng mà nó khác với 10 pháp tưởng mà chúng ta học trong ngày hôm nay, là pháp cần sinh khởi, tưởng bất tịnh, tưởng sự chết, tưởng nhòm gớm trong vật thực, tưởng thế giới bất lạc, tưởng vô thường, tưởng khổ vô thường, tưởng vô ngã trong khổ, tưởng đoạn trừ, tưởng vô nhiễm, tưởng đoạn diệt. Như vậy chúng ta có hai cái danh sách 10 pháp tưởng. Thì ở đây tại sao lại như vậy? Bởi vì Đức Phật Ngài thuyết tùy theo cái trình độ căn cơ của cái đối tượng thính chúng. Đối với thính chúng mà thích hợp với, thí dụ như Ngài thuyết 10 pháp tưởng cho thì khu Visuddhimānadā đang bị trọng bệnh, nằm đó để nghe, để quan sát, thì Đức Phật Ngài thuyết 10 pháp tưởng khác. Còn ở đây khi mà Ngài thuyết 10 pháp tưởng này thì Ngài thuyết cho các vị tỳ kheo đến chung, là thuyết khác. Cho nên cái vấn đề này chỉ trình bày ra thôi để chúng ta biết mai mốt chúng ta đọc kinh điển mà chúng ta gặp những cái chi pháp như vậy đó, chúng ta đừng có ngạc nhiên. Chứ thì thật thì hôm nay học 10 pháp tưởng, mai mốt có học lại quý vị cũng sẽ không nhớ được 10 pháp tưởng này với 10 pháp tưởng kia giống nhau hay nó khác nhau. Bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho chánh kinh ngày hôm nay, và sau đó xin thỉnh để Đức Bình Điện thuyết giảng. Vị giáo sư trong ngày hôm nay, xin mời cô Nhật Quỳnh. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Thị Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha giá. Dạ, cảm ơn Chích Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Bài học ngày hôm nay thứ 5, ngày 26 tháng 9 năm 2019, giáo trình trường bộ Kinh Nikaya bài 34, Kinh Thập Thượng Dasuttara Sutta 10.8, 10 pháp cần được sanh khởi. Dasathamma Mahukara Navathamma Pavwe Tappa Navathamma Parinyaya Navathamma Baha Tappa Navathamma Ha Napha Giya Navathamma Vise Sappa Giya Navathamma Dupati Vichya Navathamma Bà đề tắp bà na quá thầm mà a phình nhầy già na quá thầm mà sách chi cà tắp bà. Có 10 pháp có nhiều tác dụng, có 10 pháp cần phải tu tập, có 10 pháp cần phải biến tri, có 10 pháp cần phải đoạn trừ, có 10 pháp chịu phần tai hại, có 10 pháp đưa đến thù thắng, có 10 pháp rất khó thể nhập,
có 10 pháp cần được sanh khởi, có 10 pháp cần được thắng tri, có 10 pháp cần được tác chứng. 10 pháp cần được sanh khởi. Takame dasa thamma uppa de tappa asa sanya asuppa sanya arana sanya ahare batiku dasanya sapaloke anapik dati sanya anit ca sanh nhà anicca dukkha sanh nhà dukkha anatta sanh nhà baha na sanh nhà vira ca sanh nhà niro ca sanh nhà ime da sa thamma upade tappa. Tám la mã. Thế nào là mười pháp cần được sanh khởi? Mười tưởng, bất tịnh tưởng, tự tưởng, thực hiểm ly tưởng, nhất thế gian bất lạc tưởng, vô thường tưởng, khổ tưởng, trên vô thường, vô ngã, tưởng trên khổ, đoạn tưởng, ly tham tưởng, diệt tưởng, như vậy là mười pháp cần được sanh khởi. Chú thích sau đây trích từ kho tàng pháp học của Ngài, Pháp Sư Giác Giới biên soạn. 450. Mười pháp cần sanh khởi, úp ba đề, tắp ba thầm mà. Đây là mười pháp tưởng sanh nhà. Một, tưởng bất tịnh. Asupa sanh nhà là suy niệm về 30 thể trược. Hai, tưởng sự chết. Marana sanh nhà là suy niệm về chung cuộc của mạng sống. Ba, tưởng nhầm gớm vật thực. Ahare Atiku Lasanya là suy tưởng về tính chất đáng gớm của thức ăn khi hấp thụ, tiêu hóa. 4. Tưởng thế giới bất lạc. Sapaloke Anaviratti Sanya là suy niệm về tính chất bất tội nguyện của kiếp luân hồi. 5. Tưởng vô thường. Anicca Sanya là suy niệm về tính chất tạm bợ của pháp hữu vi, luôn luôn sanh diệt. 6. Tưởng khổ vô thường. Anicca Dukkha Sanya là suy niệm về tính chất bức xúc của hiện tượng sanh diệt. 7. Tưởng vô ngã khổ. Dukkha Anatta Sanya là suy niệm về lý không có chủ thể trong pháp khổ tánh. 8. Tưởng đoạn trừ. Baha na sanya là suy niệm trạng thái đoạn trừ phiền não của niết bàn. 9. Tưởng vô nhiễm. Viraga sanya là suy niệm trạng thái vô nhiễm phiền não của niết bàn. 10. Tưởng đoạn diệt. Nirodha sanya là suy niệm trạng thái đoạn diệt phiền não của niết bàn. Dạ, bản chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức huy niệm từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha. Dạ, sư có nghe được âm thanh của con, cho con xin một tín hiệu để con kính dâng bích đến sư ạ. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, con kính dâng bích đến sư. Con kính đảnh lễ thượng tọa Tuệ Siêu, Tuệ Đức Minh Hạnh, Tuệ Đức Nguyên Thông cùng chư tôn đức. Xin chào quý vị Phật tử trong lớp học. Hôm nay chúng ta sẽ học 10 pháp cần được sanh khởi, Upadetappa Dhamma. Đó là 10 pháp suy niệm, 10 điều mà một vị hành giả, một người tu tập trước khi mình có những cái bước đầu tiên để mà khởi sự thì cần phải thường xuyên suy tưởng về những cái điều này. Trước khi bắt đầu
Thì chúng ta làm lễ tam bảo, sau đó mình sẽ đi vào nội dung của bài học ngày hôm nay. Chúng con đến với lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán được chánh đẳng giác. Chúng con đến với lòng thành kính làm lễ giáo pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng có công năng thường đưa đến sự lợi ích cho những ai có niềm tin và thực hành theo. Chúng con đến với lòng thành kính làm lễ ơn Đức Tăng, những bậc đã được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm, làm vô phạm của chúng sanh và phước điền của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý đó. Thưa quý vị, ở trong cấu trúc của một chúng sanh gồm có hai cái thành phần, đó chính là thứ nhất đó là thành phần cấu trúc thuộc về tâm lý và thứ hai là thuộc về vật lý. Đối với cấu trúc thuộc về tâm lý thì nó còn có bốn cái thuộc tính. Mà trong số bốn cái thuộc tính đó có một thứ đó chính là tưởng sanh nha, là một pháp không thể nào mà thiếu được ở trong cấu trúc tâm lý của một chúng sanh, dầu nó là một sự nhận thức của sự biết cảnh đơn thuần nhất. Đối với sanh nha, tức là tưởng đó, thưa quý vị, thực ra cái sự nhận định về pháp này theo cái ý nghĩa của pháp thực tánh đó, nó không có dễ hiểu. Tuy nhiên mình có thể hiểu được một phần nào đó bằng cái sự định nghĩa trạng thái của nó qua những cái sự diễn đạt, chẳng hạn như là khi nói đến tưởng đó, tức là một cái thuộc tính của tâm sở, nó giúp cho tâm có cái sự nhận biết bất cứ cái lĩnh vực nào thuộc về sự vật hay một cái sự việc nào đó. Và từ chính bởi cái thuộc tính này nè, nó tạo cho chúng sanh có nhiều và những cái tầm mức tâm, sự nhận thức trong cái thế giới quan cũng như cái đời sống của mình có cái sự khác biệt nhau. Chúng sanh sở dĩ mà có nhiều thứ nhiều loại, thưa quý vị, mà có những cái sở hành cũng như cái việc nhận thức của cuộc đời về phương hướng, ngu dốt hay là trí hay không có trí, hay là như thế này là tốt, như thế này là xấu, hay là lầm lạc hay là đúng đắn, thì nó cũng là do cái nguyên nhân có cái sự sai biệt, có sự sai biệt về tưởng. Nếu như mà chúng ta có cái sự nhận thức, nhận biết những cái dấu hiệu của cuộc sống theo với sự tác động của những cái thuộc tính tâm bất thiện á, thì lúc bây giờ cái tưởng đó nó sẽ lầm lạc, nó sẽ thành lầm lạc. Nên chính vì thế mà ở trong 12 tâm bất thiện đó, thưa quý vị, tham, sân và si nó đều có sở hữu tưởng. Và ngược lại, nếu như mà tưởng này, cái sự nhận thức, cái sự nhận biết những cái dấu hiệu, khi mà biết cảnh, nhận định sự việc ở trong cuộc sống, cái lối suy nghĩ, suy tư, suy niệm của mình mà theo cái đường lối đúng đắn, chân chánh, khéo léo, không có lỗi lầm, lúc bây giờ nó sẽ là một cái thuộc tính tâm sở, nó trợ giúp cho tâm thiện trong cái lĩnh vực nhận định cảnh. Cho nên
Chính vì thế mà có một số những cái quan niệm đó, thưa quý vị, đối với những người á, người ta cho những cái việc xấu tốt không có nên là một việc rất là hiển nhiên, trong khi ngược lại những người khác đó thì người ta nhìn vào người ta thấy rõ ràng là chuyện đó là chuyện không nên làm, pháp đó là pháp đáng nhầm gớm, không có gì sạch sẽ. Ví dụ như đối với cái cuộc sống của loài thú, đúng không nhỉ, hoặc là những loài bò sát, thì quả thật ở trong cái thế giới quan, cái sự nhận định cuộc sống của chúng, chúng ta nhìn vào chúng ta thấy rằng nó chả có gì là đáng để mà vui thích, để mà vui thích. Tuy nhiên trong thế của chúng, chúng vẫn có những cái cảm nhận về cuộc đời, về cái cuộc sống của chúng, đó là tốt đẹp, nó là tốt đẹp. Chẳng hạn như sư nói ví dụ đơn giản như thế này, ở gần cốc của sư có một số những cái con chó, mà khi nó chạy ngang qua, bởi vì nó thường xuyên hay qua chùa lắm, khi mà nó đi qua bên chùa để mà nó đứng chờ trông ngắm những cái tàn thực của chư tăng, ăn xong rồi bỏ vào một cái góc, một cái nơi, rồi nó đứng đó rồi nó ăn. Thật ra khi mà bỏ xuống đó, thưa quý vị, nó thưởng thức, nó thưởng thức cái vật thực đó rất là thoải mái, rất là thoải mái, và giống như là rất là thích thú vậy đó, giống như bắt gặp được cái gì rất là quý giá. Nhưng mà đối với cái cảm nhận của mình đó, mình nhìn vào cái cuộc sống đó, mình thấy cái đó thật ra nó không có gì gọi là đáng thích thú hết. Những cái dấu hiệu đó nó rất là đáng nhầm gớm đối với cái nhận định của chính bản thân mình khi mà mình đang có nhân loại. Thì tương tự như vậy, ở trong sanh tử luân hồi này, sở dĩ những chúng sanh đó mà đam mê năm dục, tất cả những đối tượng chúng sanh mà còn những cái sự suy niệm, những cái nhận định, những kinh nghiệm ở trong tâm mà cứ mơ tưởng năm dục, thì họ cho đó là, chúng ta cho đó là tốt đẹp. Cho nên chính vì thế mà chính cái sự sai biệt về tưởng đó, thưa quý vị, nó cũng phân biệt chúng sanh theo cái mức sống ở trong thế gian, và kể cả cái việc để phân định được thiện ác, và kể cả những việc, đối với những việc thiện nữa, có thấp có cao, là cũng có sự can dự của sở hữu tưởng, nó làm cái công việc của nó trong đó, chứ không phải là hoàn toàn không có. Cho nên ở trong bài học này, chúng ta thấy rằng Ngài Xá Lợi Phất này đã trình bày về 10 cái pháp, cũng giống như là một người trước khi mà muốn từ bỏ cái nơi mà đáng nhầm gớm, những thứ mà được xem như thật sự bản chất của nó không có tốt đẹp, đầy những sự mơ mộng như mà là mình đã nghĩ tưởng trước đây, thì mình phải có cái tâm niệm, phải có cái tâm niệm thấy được những cái khuyết, thấy được những cái mặt khuyết của chúng. Đầu tiên, đối với những gì mà chúng sanh cho là quan trọng nhất với thượng vị, đó chính là cái thân của mình. Thật sự cái thân của mình đó, nó phải, mình sống ở đời phải cái thân trước hết, nó phải mình lo cho cái thân của mình tốt trước, rồi những thứ còn lại hãy nói sau. Đây là cái chuyện coi như là rất là bình thường, nhưng mà ít khi nào mà mình nghĩ ra được lắm.
Bởi vì tại sao như vậy? Bởi vì khi mà thân của mình nó chưa có chuyện, nó chưa có chuyện à, cho nên chính vì thế mà mình không có thấy ra được điều đó. Chứ trên thực tế, cái mà cái gốc rễ để mà mình hưởng thụ à, từ cái gốc rễ đó mà mọi thứ khác mình mới bắt đầu mình nghĩ tưởng, mình trầm cầu, mình kiếm thêm, đó chính là cái thân của mình. Thì trong kinh dạy rằng chúng ta phải trước hết mình phải có cái sự suy niệm về cái thân này. Thật ra bản chất của nó không có tốt đẹp, nó bất định. Và thật sự là như vậy thưa quý vị. Sở dĩ mà mình không có nhận định ra được điều này là do bởi mình thiếu cái sự quán niệm và quan sát không có kỹ lưỡng mà thôi. Chúng ta cứ tưởng tượng rằng cứ hễ mà thân mình nó dơ thì nó chưa cần phải lên mùi đâu. Lúc bây giờ chúng ta đã lo coi như là o bế rồi. Bắt đầu là rửa, vệ sinh. Sau khi vệ sinh nó à, chúng ta còn tạo thêm những cái đồ phụ tùng khác để mà trang trí, rồi xịt nước hoa vào trong tịch cơ thể của mình để cho nó có cái nó át đi cái mùi bất tịnh. Chứ kỳ thực mà nói á, cái cấu trúc của thân chúng sanh, nhất là có xương có thịt, chúng sanh nhân loại ấy, nó rất là bất định. Trong kinh cũng nói rằng các vị thiên nhân, cái thân của các vị nó là tịnh sắc, cho nên nhìn thấy cái thân của chúng sanh nhân loại ấy, các vị ấy rất là nhập đàn, rất là ghê tởm, rất là dơ. Và mình tưởng tượng rằng cứ trong một cái thời gian mà cho tới chiều, cho dù mình có sống ở trong một cái môi trường, một cái căn phòng, mình không có đi đâu ra ngoài hết. Nhiều khi ra ngoài là mình cơ thể mình dơ thì mình còn cho rằng nó có bị coi như là môi trường xung quanh ô nhiễm à, rồi bị bụi bặm bám vào, vân vân. Nhưng mà bây giờ cho dù nhốt mình ở trong một cái phòng, điều kiện không khí nó rất là trong lành, cho máy điều hòa đầy đủ các kiểu, nhưng mà nếu như mà trải qua một cái thời gian từ sáng tới chiều thôi, hoặc là một ngày rồi hai ngày, thì những cái nội tiết ở trong cơ thể mình thưa quý vị, nó tống ra, nó thông qua ra các lỗ chân lông, rồi chưa kể lúc mà mình nằm ngủ á, cái hơi thở ở trong nội tạng của mình á, nó thoát ra. Cho nên chính vì thế cái bản chất đối với cái này còn có những cái thể trượt rất là bất tịnh, nó không có thật sự, nó không có sạch sẽ chút nào hết. Nói đến chuyện này á thưa quý vị, cái mà sư có nhiều những cái ấn tượng nhất là khi mà mình đi vào trong những cái khu mà bệnh viện á, bình thường á thì mình ít có thấy, mình ít có nhận thức, nhưng mà lúc mà mình đi vào trong những cái bệnh viện, những chỗ mà người ta chăm sóc những cái bệnh nhân, nhất là về bệnh viện chữa trị về đường tiêu hóa nữa, thì lúc đó mình mới thấy sợ. Ra cơ thể của mình nó rất là dơ thứ. Chúng ta chỉ cần bị trục trặc ở cái nội tạng về đường ruột thôi. Lúc đó mình cái việc đào thải ở trong
trong cơ thể mình ra nó gặp vấn đề, đường ruột của mình nó tống ra những cái chất cặn bã rất là dơ dãy, rồi tất cả những cái sự chuyển biến ở trong người của mình nó cũng vậy nữa thưa quý vị. Các tuyến mồ hôi nó thoát ra, chẳng qua là chúng ta không có quan sát kỹ rồi, mình không có quan sát kỹ, mình không có để ý, mình không có thời giờ, mình không có để thời giờ để mà mình suy niệm về những điều này, mà mình cứ lo suy niệm về những cái chuyện khác không à. Cho nên những thứ mà rất là cơ bản nó ở ngay chính ngay thân của mình ấy, mình thấy được cái chuyện đó. Nên vì vậy mà khi chúng ta bước trên cái con đường tu tập để mà rời bỏ những cái thứ mà được xem như là không có đáng gìn giữ, đau khổ, thì cái việc đầu tiên nó rất là cơ bản, đó chính là mình phải có cái sự suy niệm để mà nhìn thấy được sự không có được sạch sẽ của thân mình. Có như vậy thì chúng ta mới bớt được cái lòng tham. Suy niệm không phải là để ghét bỏ hoặc là những làm những gì tiêu cực đối với bản thân mình, mà mình thấy như vậy để mình nhận định được cái thực trạng thực sự của nó, và những thứ mà mình phải vệ sinh cho nó mỗi ngày á, dọn dẹp, tắm rửa, rồi chăm sóc nó mỗi ngày, chẳng qua cũng là miễn cưỡng mà thôi, chứ không có phải là thích thú, không phải thích thú ở trong đó. Đó là tưởng về bất tịnh, tưởng về bất tịnh đối với thân này. Cái pháp thứ hai chính là niệm tưởng về sự chết. Thì đây là một chuyện mà bất cứ chúng sanh nào ở trong tam giới ấy, thưa quý vị, đều không thể nào mà tránh được. Chúng ta thường hay có những cái ảo tưởng sai lầm là mình sẽ chỉ ra đi trong lúc về tuổi đã cao, tuổi đã già mà thôi. Nhưng mà mình quên đi một chuyện á, là thật ra đối với sự chết á, mình không có thể nào biết trước được cái gì. Và điều chắc chắn là tất cả mọi người đều sẽ có cái kết cục này, đó là chuyện đương nhiên, bất cứ chúng sanh nào. Và hơn nữa, những cái yếu tố mà liên quan, những cái khía cạnh liên quan đến sự chết đó thưa quý vị, chúng ta không có nắm chắc được cái gì ở trong đó. Nhất là mình sẽ chết cái kiểu gì, chết như thế nào, chết ở đâu, và sau khi chết thì cái sự tái sanh của mình nó sẽ ra sao. Phàm phu của chúng ta không biết trước được cái gì hết. Đừng có tưởng rằng mình cứ ở trong nhà suốt ngày do bởi cái công việc của mình, nó không có liên quan với bên ngoài nhiều mà mình không có bị chết bởi tai nạn giao thông. Nghĩ như vậy là sai lầm. Vẫn có thể khi mà nó đã đầy đủ cái yếu tố, đầy đủ nhân duyên rồi, thì chuyện gì vẫn có thể xảy ra. Cho nên chính vì vậy mà đối với sự chết đó, là điều mà chúng ta không có thể nào mà xác định trước được cái gì. Nếu như mà mình quên điều này ấy, thưa quý vị, thì tâm tư của mình nó sẽ không có cái sự cảnh tỉnh, không có cái sự nhắc nhở cho chính bản thân mình.
Và từ đó mình cứ tưởng rằng mọi thứ nó sẽ tốt đẹp theo như cái ý muốn của mình. Nhưng mà trên thực tế nó không phải như vậy, nhất là đối với sự chết. Khi mà mình nghĩ đến chuyện này á, thật ra đối với một người mà hiểu được thì đó sẽ là một pháp rất là hữu hiệu để giúp cho mình không có cái sự lơi là ngay trong cái thời khắc hiện tại. Nếu như mà những gì mà chúng ta quá kỳ vọng, quá nhiều những cái mong mỏi ở trong cuộc đời này thì lúc bây giờ chỉ nghĩ đến như vậy thôi, thì mình cũng giảm bớt được cái lòng tham của mình rất là nhiều. Khi suy niệm về điều này, mình giảm bớt được lòng tham. Hoặc là đối với những gì mà chúng ta đang bực tức do trái ý nghịch lòng, phải cãi cọ với người này người kia, nếu mà ai cũng nhận thức được, suy niệm được điều này thì lúc bây giờ sự cãi cọ, sự tranh giành, sự trả thù lẫn nhau, sự giành giật hãm hại lẫn nhau nó sẽ được lắng yên. Bởi vì cái kết cuộc hay thì cũng phải ra đi thôi, bây giờ mình phải làm khổ nhau để làm gì. Cho nên chính vì vậy mà sự suy niệm này, thưa quý vị, nó sẽ giúp cho nội tâm của mình nó lìa bỏ tạm thời được, nó làm lắng dịu được tham sân, được tham sân rất là nhiều. Pháp thứ ba ở đây được trình bày đó chính là tưởng sự nhòm gớm vật thực. Tưởng sự nhòm gớm vật thực, thực ra có một điều sư cũng lấy làm lạ là và để ý ở trong những cái pháp môn tu tập á, Đức Phật và chư Thánh Tăng trình bày trong kinh cũng rất là đa dạng và có nhiều những cái chi pháp tùy theo những cái hội chúng, tùy theo những trường hợp. Nhưng mà khi mình nhìn kỹ lại á, thì những cái chi pháp được nói đi nói lại nhiều á, nếu như mình để ý kỹ một chút á, thì chúng ta sẽ thấy được một điểm rất là tuyệt vời là ở chỗ các ngài chỉ trình bày những cái chi pháp nó mang cái ý nghĩa gốc, ý nghĩa gốc, cái ý nghĩa cội rễ rồi. Tại sao mình không có gom những cái thứ khác, hoặc là mình không có thấy chán nản cuộc đời hay là công việc như thế này như thế kia, mà lại trình bày là chán nản đối với cái thân này, phải tưởng về cái sự bất tịnh đối với thân này, suy tưởng về cái sự chết, suy tưởng về vật thực đáng nhận đó. Bởi vì những cái yếu tố này nè, thưa quý vị, những cái pháp này đó là những cái pháp rất là thiết yếu, tối cần và căn bản nhất ở trong cuộc sống, và bất cứ chúng sanh nào cũng phải nương vào đó để mà tồn tại, để mà hình thành, để mà có. Đối với thân nhân loại mình đó, thưa quý vị, thì dĩ nhiên bình thường ở cuộc đời, như hồi nãy sư nói, ở đời mình phải lo châu chuốt cái thân mình trước rồi. Thứ hai, cái chuyện thứ hai là mình quan tâm đó, đó chính là cái chuyện sống còn của chính bản thân mình. Mình rất là sợ chết, nhưng mà khi mà mình suy niệm về sự chết, lúc bây giờ mình sẽ thấy khác rồi. Tâm của mình nó sẽ bớt đi tham sân. Và cái chuyện thứ ba đó chính là cái vấn đề về vật thực đó, thưa quý vị. Đó là cái điều rất là cơ bản và thiết yếu để cho một chúng sanh ở nhân loại, ở cõi nhân loại tồn tại, tồn tại cái kiếp sống của chính mình. Mình có thể không có cần phải ăn mặc đẹp,
mình không có, mình có thể là không có cần phải có xe cộ, không dọn nhà cửa, nhưng mà mình thiếu ăn là mình sẽ không sống được. Sự thật là như vậy. À, mình thiếu ăn là mình không sống được. Bằng chứng là chúng ta thấy ở trong những cái thời kỳ mà những cái nạn đói, à, sự khó khăn nó xảy ra khắp nơi. Lúc bây giờ mình đừng có, mình đừng có nghĩ tưởng đến nhà cao cửa rộng hay là quần áo giày dép rồi đủ thứ những cái hưởng thụ khác. Cái đầu tiên quan trọng nhất ở trong những cái thời kỳ đó chính là cái miếng ăn của mình. Cho nên phải nói rằng nếu mà chúng ta để ý kỹ á, thì các Đức Phật và Chư Tăng trình bày những cái, ngay những cái chứng yếu, những điểm rất là quan trọng, là nó sát, tối cần thiết trong cái đời sống của mình. Cái miếng ăn á, không thể nào mà mình bỏ được thứ. Thân nhân loại, mình cần phải có vật thực để mà tồn tại. Và cái quá trình này phải nói rằng đó là một cái quá trình nó rất là cực khổ để mà tìm kiếm, để mà nuôi thân. Và khi mà nó vào ở trong thân này rồi á, thật ra nó không có, nó không có tốt đẹp, à, nó không có ngon lành y như là mình nghĩ tưởng. Chẳng hạn là bởi vì do bởi tham dục của chính bản thân mình, thì từ cái nhu cầu mà mình ăn á, ngoài cái việc để duy trì cái mạng sống ra, thì phần lớn tâm tư của mình nó chạy theo cái sự thỏa thích ở trong đó, và mình, chúng ta quên đi cái mục đích rất là cơ bản của vật thực, đó chỉ là duy tồn, chỉ để mà sinh tồn mà thôi. Cho nên chính vì thế mà khi mà mình thọ dụng vật thực mà với cái tâm tư như vậy á, thì chúng ta sẽ giảm bớt cái sự thỏa thích, à, cái lòng tham của mình đối với miếng ăn, đối với vật thực. Nếu như bằng không á, ngoài cái việc mà mình ăn ra, mình sẽ có nhiều những cái sự thỏa thích, rồi từ đó dẫn theo đòi hỏi rất là khó nuôi, và ăn uống của mình nó sẽ rất là khổ, rất là khổ. Cái việc mà chúng ta khó nuôi á, đúng không, do không thấy được cái sự nguy hiểm á trong việc thọ dụng vật thực đối với vật thực là đáng dùm nhầm gớm. Thực ra nó là một cái trở ngại rất là lớn. Mình ăn mà mình bị chấp thủ á, mình quen rồi á, mình không có thọ dụng nó với một cái tâm tư nhận thức, chẳng qua nó chỉ là những cái vật thực để mà nuôi mạng thôi, nó không có vốn, nó không có đáng gì để mà tốt đẹp, để mà mình thỏa thích. Lúc bây giờ mình đi đâu nó cũng gặp khó khăn hết. Nhất là chúng ta thấy đơn giản chỉ như thế này, những người mà người ta sanh ra trong những cái gia cảnh nghèo á, cái miếng ăn á, thưa quý vị, chẳng qua chỉ là với cái mục đích để mà họ nuôi thân, họ sống thôi, họ không có cái đòi hỏi gì cao hơn. Nhưng mà đối với những đứa trẻ mà được xem như cũng có phước đó, sanh trưởng trong những cái thời kỳ đầy đủ, những cái gia đình giàu có, ăn uống cầu kỳ kén chọn, mới mốt đó, thưa quý vị, đi chỗ khác đó, cái vật thực dở hơn nó sẽ cầu nhau, nó không chịu ăn. Rồi chưa kể nói đến cái việc thọ hưởng về ẩm thực đâu, thưa quý vị, không thấy được cái sự nguy hiểm nữa. Cái việc thỏa thích của nó đưa ra hàng loạt những sự khổ, ngoài cái việc khổ mình không thôi, còn khổ người khác. Quý vị có biết rằng những người mà người ta
có chức cao quyền trọng, nhất là những vị vua, nói chuyện ăn uống thôi, chuyện ăn uống của những người đó thôi, đã biết vô số người phải phục vụ, thậm chí có những người người ta phải bỏ cái sanh mạng cũng vì cái miếng ăn của ông vua mà phải đánh đổi cả cái sanh mạng để mà đi tìm kiếm những cái hương liệu quý. Cho nên chính vì thế mà khi mà mình có cái tâm tư suy niệm về cái sự nhòm gớm đối với vật thực, để mà chúng ta bớt bỏ được cái lòng tham với việc thỏa thích trong cái việc ăn uống. Bởi vì khi mà mình bỏ vào ở trong cái thân này á, bất cứ những cái thứ gì bên ngoài á, thì mình ăn không có quán tưởng, mình thấy nó ngon bên ngoài chứ đưa vô bên trong. Rồi xong có những trường hợp chúng ta trào ngược ra bên ngoài lại, thì lúc bây giờ chỉ cần có vài giây đồng hồ thôi, mình đem so sánh một cái ở trên dĩa với một cái mình mới trào ra ngoài, mình nôn ra, hai cái hoàn toàn thấy khác nhau liền. Rất là nó không có đáng cái gì là thích thú hết, cái bản chất của nó là như vậy. Nhưng mà do bởi mình không có cái tâm niệm, không có cái suy nghĩ thường xuyên sâu xa đến cái tiến trình của nó, cái tiến trình tiêu hóa như thế nào ra sao, cho nên chúng ta có cái sự thỏa thích. Nói đến cái việc này, sư mới nhớ lại một cái cảnh tượng mà phải nói rằng thật sự lúc đó mình cũng làm cho cũng tâm của mình cũng cảm thấy tội, cũng cảm thấy thương khi mà chúng sanh đang bị bệnh. Quý vị có từng chứng kiến những cái trường hợp là có những người bệnh đó, có những trường hợp có những người bệnh đó, người ta nằm ở trên giường khi mà người ta ăn vật thực vào đó, thưa quý vị, lúc bây giờ ra không có thưởng thức được cái gì nữa đâu, không có thưởng thức được cái gì nữa đâu. Lúc mà mình bệnh đó, thì các giác quan và cảm nhận của mình về mùi vị thơm ngon thì nó không còn gì nữa đó. Cuối đời mà đưa vào bao nhiêu thì nó chẳng qua là chỉ lấy chất bổ thôi để mà sống thôi. Rồi chưa kể khi mà mình đưa vào thì là sữa và những cái chất như là nước yến, lúa mạch vân vân, chất bổ dưỡng rất là thơm bên ngoài đưa vô, mà đưa vô trong đó rồi xong người bệnh mà gặp ngay bị ung thư đại tràng đó, thưa quý vị, ung thư tiêu hóa, ung thư đường tiêu hóa, lúc bây giờ nó không có đi ra cái theo cái trình tự của nó không có đi tiêu ra bằng đường đại tiện, mà nó trào ngược lên trên miệng của bệnh nhân đó, thưa quý vị. Sư thấy chuyện này rồi nha, sư thấy chuyện này rồi. Thì lúc bây giờ, thưa quý vị, không những là đồ ăn không thôi, mà kể cả những cái chất rất là cấu uế, mà từ cái sự biến chất của đồ ăn nó thành chất phân, những chất cặn bã trào ngược ra miệng của bệnh nhân. Sư thấy cảnh tượng này rồi, thật sự rất là làm cho mình phải đáng suy nghĩ. Do bởi mình không có suy nghĩ, mình không có chứng kiến, mình không có nghĩ đến cái tiến trình đó, cho nên chính vì thế mà chúng ta cứ sống trong cái cảm giác hảo giác của tham ái đối với cái việc ăn uống, và vì thế mà mình không có hết khổ, chấm dứt từ cái lòng tham của mình. Vì vậy mà cái sự tưởng niệm về vật thực trong cái đời sống thiết yếu ở mỗi ngày của mình đó, thưa quý vị, nó rất là quan trọng. Vì thế mà phần sự, trong số những cái phần sự của những vị tỳ kheo trong việc ăn, trong bốn pháp thanh tịnh giới, thưa quý vị, hiểu việc quán tưởng vật thực, đó cũng là một cái điều mà một vị tỳ kheo cần phải tâm niệm, hiểu được cái tác dụng của đồ ăn thức uống để làm gì, không có để cho nó đi quá quá xa.
Rồi, đó là cái pháp thứ ba. Cái pháp thứ tư đó chính là tưởng thế giới bất lạc. Tưởng thế giới bất lạc. Thì tưởng thế giới bất lạc ở đây muốn nói đến là mình phải tâm niệm suy xét bất cứ cái chỗ nào ở trong thế gian này nó đều không có được cái sự toại nguyện đáng vừa lòng hết. Và thật sự là như vậy nha quý vị. Nó cũng giống như là mình quý vị biết không, có cái trường hợp như thế này. Có một số những vị tân thọ tỳ kheo, những vị sa di á, cứ muốn theo cái ý sống của mình, cứ muốn theo sống theo cái ý của mình. Cho nên chính vì thế mà cứ đi đến trú xứ này ở cũng không được, bởi vì nó gặp một số những vấn đề, chẳng hạn như trú xứ đó có thầy khó, suốt ngày coi như là bị dũa, suốt ngày bị gò, suốt ngày bị nói hoài cũng cảm thấy không ở được. Rồi đi qua cái trú xứ khác thì gặp cái nhóm những người hộ tự, người ta không có sự cung kính, người ta không có sự cung kính mình, thì nó cũng thành ra có chuyện. Rồi đi qua cái chỗ khác thì gặp phải nhà bếp thì nấu ăn lộn xộn, bữa đấy vân vân và vân vân. Nói chung là chuyển chỗ nào nó cũng cũng có chuyện hết. Cho nên chính vì thế mà nó cũng giống như là mình đi tới chỗ nào nó cũng bị, mình tưởng rằng chỗ đó nó ngon, nó ngon lành, nó đúng theo cái tư tưởng, cái sự mơ ước mà mình hằng mong đợi, nhưng mà tới đó chừng thời gian nó cái chỗ đó nó bị cháy, xong rồi mình phải chạy qua chỗ khác, rồi lại tiếp tục bị cháy, rồi cứ chạy hoài, rồi cuối cùng không biết chạy đi đâu. Điều đó như thế nào á, thì cái sự suy niệm của mình đối với ngôi nhà tam giới này cũng cần phải ý thế đó. Hiểu được như vậy, đúng vì nó có một cái lợi là mình sẽ biết chấp nhận. Mình sẽ không có đòi hỏi. Mình sẽ biết chấp nhận những cái mà nó trái ý nghịch lòng, những cái cảnh bất toại nguyện. Lúc bây giờ mình kham nhẫn. Và những cái gì mà nó đáng, nó có cái sự thỏa thích á, nó có sự dính mắt á, thì lúc bây giờ mình cũng sẽ không có, mình không có vì đó mà mình hả hê, mình buông lỏng. Bởi vì nó chưa chắc nó là như vậy hoài đâu. Nó sẽ tới lúc nó sẽ có chuyện thôi, chứ nó không phải là cứ như vậy ngon lành hoài đâu. Ở đó mà ngồi cười ở đó, có ngày sẽ chết. Cho nên chính vì vậy mà đối với một người tu tập á, thì cái nhìn, cái suy niệm của mình nó cần phải nhìn một cách thấu đáo về cái bản chất của thế gian này. Thật ra đúng quý vị, loài thú thì có cái khổ của loài thú, loài người á thì có cái khổ của loài người, chư thiên thì có cái khổ của chư thiên, và kể cả những vị phạm thiên vô sắc luôn, vô sắc có tuổi thọ rất dài, không còn cái sự khổ của sắc pháp chi phối, nhưng mà cũng có cái khổ của sanh diệt, cũng có của sự tái sinh, tái sinh, rồi cũng sẽ còn đi tới đi lui. Cho nên chính vì vậy mà khi mà chúng ta tâm niệm như vậy á, thì mình sẽ bớt đi cái sự ham muốn của mình, muốn đi chỗ này, thích đi chỗ kia, mình cho đó là một cái khung trời mộng mơ, nhưng mà thật ra nó không phải như vậy đâu. Nó không phải như vậy đâu. Thật sự ở đâu nó cũng có vấn đề. Và cái quan trọng là mình ở đâu thì mình phải chấp nhận cái vấn đề của nó mà thôi. Quả thực như vậy đó quý vị. Chính vì thế mà nếu như chúng ta ở ngoài đời, người ta hay có một cái câu nói là gọi là nhập gia tùy tục. Câu này tuy nó không nằm trong Phật Pháp, nhưng nếu như mà mình hiểu theo ý nghĩa của Phật Pháp vẫn đúng chứ không phải là sai. Tức là có những chỗ mà mình đến thì mình phải hiểu được những cái mặt trái và những cái mặt thuận
để mà mình sống làm sao cho nó hòa hợp, để mà chấp nhận, để mà sống cho nó tốt. Có như vậy thì chúng ta sẽ không có bị khổ nhiều, không có bị khổ nhiều, không có đứng đây mà ngóng chỗ này chỗ kia chạy tới chạy lui, lúc nào mình cũng muốn theo cái ý của mình. Thật ra không có cái chỗ nào là hoàn toàn nó được toại nguyện theo như cái ý của mình đâu. Đó là như vậy. Đó là pháp thứ tư. Pháp thứ tư mình cần phải tâm niệm như vậy. Rồi đó là tưởng thế giới bất lạc. Sapaloke Nafiti Sanya. Anafirati Sanya, tưởng thế giới bất lạc. Thứ năm đó là tưởng vô thường. Thì thưa quý vị, thật sự mà nói là trong tất cả những cái nhận biết ở trong cuộc đời này thì cái sự xuyên đẹp, cái sự nhận thức về vô thường nó rất là quan trọng. Có thể nói rằng là chúng ta sẽ hiểu được điều này hơn qua cái câu pháp cú mà Đức Phật Ngài cũng từng tập đến, đó là cái người mà sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày, không bằng sống một ngày mà thấy pháp sanh diệt. Bởi vì cái mà chúng ta kinh nghiệm, cái mà chúng ta nghĩ tưởng thông thường đó là mình toàn là nhìn nó theo cái khía cạnh là thường còn không. Bằng chứng có những đôi lúc đó, thực tế là nó có sự thay đổi, nhưng mà do cái tâm cố chấp của mình vẫn níu kéo nó rất là dữ dội. Mà cho dù mình níu kéo cỡ nào đi nữa, cái bản chất của pháp hữu vi nó phải là như vậy. Và Đức Thế Tôn này cũng đã từng có tuyên bố là đối với có những cái sự, có bốn sự việc không thể xảy ra trong số đó, là cái pháp hữu vi mà thường còn á, pháp hữu vi là thường còn, đó là chuyện không hề. Cho nên không có một cái trường hợp nào, không có trường hợp nào là pháp hữu vi mà nó bất biến. Nó không có sanh lên và nó có sanh lên mà nó không có diệt đi, tới cái chuyện đó không hề có. Kể cả cái tâm thức mà được gọi là tâm siêu thế, tức là tâm thánh đạo, thưa quý vị, thì nó vẫn nằm ở trong cái quy trình của pháp này, tức là có sanh, có trụ và có diệt. Chứ không phải cứ cái tâm đó nó sanh lên rồi nó cứ ở đó hoài, không phải như vậy. Cho nên cái sự suy niệm về pháp hữu vi là vô thường đó, thưa quý vị, về vô thường tưởng đó, nó có một cái sự gợi ý, một cái sự nhắc nhở cho bản thân mình rất là lớn, để làm lắng dịu phiền não, và cũng như là có thêm tự tin, có thêm cái sự vững chắc, tin tưởng tập thành tựu được những pháp cần phải chứng đắc rất là nhiều. Thật ra trong cuộc sống của mình á, khi nào mà mình suy niệm đến vô thường á, thưa quý vị, thời những cái dục vọng, những cái tham ái của chính bản thân mình ngay lập tức nó sẽ được lắng yên. Mà kể cả những cái lòng sân dục của chính bản thân mình cũng vậy. Chẳng hạn như khi mà chúng ta gặp những thuận cảnh, thuận duyên ở trong cuộc sống,
mà mình coi như là với cái tâm tư đó, mà mình nghĩ rằng cái gì nó cũng sẽ có sự thay đổi mà thôi. Khi mà mình được người khác khen ngợi, không có ai rảnh đâu mà ở đó mà khen mình hoài hết ngày này qua ngày khác. Hôm nay người ta khen, nhưng mà ngày mai tâm tư của người ta bực bội cái chuyện gia đình hay là cái gì đó, lúc đó người ta người ta sẽ không có còn khen mình nữa, mà ngược lại người ta sẽ nổi quạo chính bản thân mình. Cái chuyện đó nó vẫn có thể xảy ra thôi. Khi mà mình nghĩ tử như vậy, nghĩ suy nghĩ như vậy thưa quý vị, thời cái sự kiêu mạn dính mắc đối với những cái lời khen tiếng chê chẳng hạn, đối với những cái thành công hưng thịnh ở trong cuộc sống, thời nó sẽ được lắng yên. Kể cả trong những cái việc sinh hoạt rất cơ bản thôi, chẳng hạn như hôm nay có người cúng dường, có bậc thực để cho chư tăng thọ dụng, nhưng mà ngày mai đâu có chắc đâu, không? Cho nên chính vì thế mà khi mà chúng ta nghĩ đến cái chuyện đó thôi, là cái việc thọ dụng của mình nó sẽ có cái sự cảnh giác. Nó thôi ăn thì ăn nha, nhưng mà cũng đừng có chắc chắn là ngày mai là đồ ăn nó sẽ như thế này như thế kia nha. Bởi vì cái điều đó nó không có bảo đảm đâu. Không có cái chuyện gì bảo đảm được. Cho nên chúng ta thấy không, thực tế nó rất là hữu hiệu. Kể cả đối với những lúc mà mình sân giận cũng vậy nữa. Khi mà mình nghĩ tưởng đến sự thay đổi, thì lúc đó chúng ta sẽ lắng yên được phiền não. Rất là nhiều thưa quý vị, rất là nhiều chứ không ít đâu. Bởi vì mình hay giận người này người khác á, thú thật với quý vị á, là do bởi cái nội tâm của mình nó có sự chấp nê, nó có sự thường còn, có sự thường còn ở trong đó. Mình cứ luôn nghĩ là cái người hôm nay mà mình gặp là cái người hôm qua chửi mình. Mình hay nghĩ vậy lắm. Rồi người hôm nay đang chửi mình, ngày mai mình sẽ gặp tiếp. Đó đó, mình hay nghĩ theo kiểu đó. Ít khi nào mà chúng ta suy niệm, chúng ta nghĩ tưởng đến chuyện là tâm tư của mỗi người nó đều có cái sự thay đổi. Sự thay đổi. Kể cả chính bản thân mình cũng vậy mà. Lúc mình thương người này, nhưng mà cũng lúc đó, người đó người ta làm gì mình ghét người ta mà, đúng không? Phải thú thật là như vậy. Không đúng với ý mình nữa thì mình mới ghét người ta. Rồi tiếp tục người ta lại làm đúng ý mình thì lúc bây giờ mình lại thương trở lại. Và người khác thì họ cũng vậy mà thôi, họ cũng vậy. Cho nên tùy theo bối cảnh mà chúng ta phải giáp mặt, chúng ta sống với nhau làm sao cho nó đúng đắn ở trong bối cảnh hiện tại. Bởi vì cái sự thay đổi nó luôn luôn diễn ra, chứ không phải lúc nào cũng là một thứ mà như là mình nghĩ. Đó là tưởng vô thường, đúng không quý vị? Tưởng vô thường. Rồi pháp thứ sáu đó là tưởng khổ trong vô thường. Tưởng khổ trong vô thường. Hễ cái gì mà có cái sự thay đổi với thưa quý vị, thì cái đó bản chất của nó, đó là bất toại nguyện, nó là khổ. Nó là khổ. Khổ ở đây là khổ, nếu mà nói theo cái khái niệm của cuộc đời là những gì mà mình không có vừa lòng, sầu bi khổ u não, khổ cái sự bất toại nguyện, khổ do bởi những thứ mà mình ghét nhưng mà chúng ta phải gần, hoặc là kể cả khổ đối với những thứ mà mình thích nhưng mà nó phải chia ly đối với bản thân mình, khổ do bởi mình không có kiểm soát được nó cứ diễn ra theo những cái điều kiện, theo cái chuyển biến, cái đường lối của chính nó. Khi mà mình
suy niệm như vậy á, thì lúc bây giờ tâm tư của chúng ta giảm bớt đi được cái sự ham muốn, bớt đi cái sự ham muốn và tất cả cái phiền não khác nó được lắng im thưa quý vị. Do bởi chúng ta lầm tưởng, chúng ta lầm tưởng cái gì nó cũng tốt đẹp hết, cho nên chính vì vậy mà khi nó có bị biến hoại, đổi thay, gọi là hoại khổ, thì lúc đó chúng ta đỡ không kịp. Chúng ta đỡ không kịp thưa quý vị. Chính vì thế mà cả ba, đó chính là vô thường, đó là pháp mà mình cần phải tâm niệm để mà giảm bớt cái phiền não. Thứ hai đó chính là, đó chính là khổ, và thứ ba đó chính là vô ngã. Vô ngã, vô ngã tức là tất cả những cái gì mà nó xảy ra trong cuộc đời này á, nó vốn nó dựa theo những cái yếu tố nhân duyên để mà hình thành, nó không nằm ở trong bất kỳ một cái sự quản thúc của ai, và không hề có một cái tự ngã độc lập đơn thuần bất biến nào ở đây để mà điều phối được nó hoặc là làm chủ được nó. Khi mà nó đầy đủ những yếu tố thì nó có mặt, và khi nó không có đầy đủ những cái yếu tố của nó thì nó không tồn tại. Đây là một cái điều cần phải suy niệm thưa quý vị. Thông thường mình sinh hoạt, mình sống trong cuộc sống của mình, chúng ta ít khi nào chúng ta nhận thức được tam tướng lắm thưa quý vị, vô thường, khổ hay vô ngã. Mà ngược lại mình hay sống với một cái tâm niệm nó ngược lại, đó là thường là và có tự ngã trong đó. Cho nên chính vì cái tâm niệm đó nó làm cho chúng ta tăng trưởng thêm cái lòng tham của chính bản thân mình. Mà tham càng nhiều thì sân sẽ càng nhiều, mặt tương ứng như vậy thôi. Pháp đó nó đối chiếu qua lại, và tất cả những cái phiền não khác cũng vậy. Ngay cả một cái việc nhìn đơn giản của mình thôi, mình thấy một cái gì đó thôi, thì nó phải có vô số những cái điều kiện trợ giúp của nó. Và kể cả mình ngửi mùi cũng vậy, nếm vị vân vân, thiếu một thứ là không được. Nếu như mà nó vốn nó có tự ngã, nó vốn nó có thể quản lý được, thì mình phải muốn theo như cái ý định của mình được chứ. Nhưng mà trên thực tế không được thứ. Trên thực tế không được, không phải như vậy. Chúng ta có tâm nhưng mà mình không có cái thần kinh nhãn ấy, mình cũng không có thấy được. Cho dù có cái để thấy nhưng mà mình cũng không có thấy được. Hoặc là mình có thần kinh nhãn, mình có cái để thấy, nhưng mà lúc đó tâm mình đang mơ mơ màng, nó đang nghĩ sang một cái chuyện khác, hoặc có một cái cảnh nào đó nó mạnh quá, thì tâm nó dồn cái sự chú ý hết qua cái cảnh rồi, lúc đó nó không có nằm ở sự thấy, lúc đó chúng ta cũng không thấy được. Mình đừng có tưởng rằng mình muốn nhìn là nhìn được. Thật ra nó chỉ trong một cái khoảng khắc nào đó nó phù hợp với cái điều kiện trợ sanh, cho nên mình tưởng là như vậy. Chứ giờ nếu mà nói theo cái ý nghĩa tuyệt đối, mình muốn nhìn là nhìn được, mình muốn ngửi là ngửi được, thì mình hãy tự hỏi một cái điều như thế này, là bây giờ mình muốn nhìn hoài cái vật đó trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng không gián đoạn, không có để tâm bị sao lãng ở một cái đối tượng khác, được hay không? Hoặc là 1 ngày, 2 ngày, 7 ngày, được hay không? Thật ra cái chuyện đó mình làm đâu có được đâu quý vị. Chuyện đó mình làm không có được.
Cho nên nội suy niệm đến điều đó, chúng ta cũng thấy được hiểu như thế nào là vô ngã rồi. Vô ngã đâu có làm được cái chuyện đó. Rồi chưa kể đến những cái cảm thọ. Bây giờ mình muốn cảm thọ lạc hoài được không? Làm sao mà được? Không được. Hoặc là mình muốn cho mình có cái trạng thái tâm thiện hoài, đừng có tâm bất thiện, đừng có tâm tầm bậy tầm bạ, suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, chuyện đó được hay không? Đâu có được thưa quý vị, đâu có được. Thật sự là như vậy. Cho nên chính vì thế là chúng ta có cái sự suy niệm như vậy á, thì mình sẽ biết thân biết Phật. À, lúc bấy giờ cái lòng tham của mình, nhất là cái ảo tưởng về ngã tưởng của mình á, nó lắng yên rất là nhiều. Và một trong số những cái sự tai hại và đau khổ được xem như là lớn nhất, đó chính là cái ảo tưởng về thân kiến, ngã tưởng về thân kiến. Đó là một cái pháp á, có thể được nói rằng khi mà mình chỉ cần bứt được cái anh này thôi, thì xem như cái khổ ẩn của mình nó từ cái nó bự như là đỉnh núi Tu Di á thưa quý vị. Lúc bây giờ nó lập tức nó chỉ còn bằng 7 cục gạch, 7 cục sỏi ở trước mặt mình. Đức Thế Tôn ngày trong kinh Đức Phật ngày ví dụ như vậy. Ví dụ cái sự khổ của giữa một người phàm phu với một vị thánh hữu học chỉ là bậc dựng lưu thôi. Hai cái nó có một sự cách biệt rất là lớn. Cách biệt rất là lớn. Cho nên trên cái bước đường mà chúng ta tu tập á, mà khi mà những lúc nào mà mình có sự suy niệm về vô thường, về khổ, về vô ngã, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ lắng yên được cái lòng tham, cái sự sân hận, cái sự không có hiểu biết về tướng trạng của pháp của mình, cái sự lầm lạc nó rất là nhiều, rất là nhiều. Đó là 7 pháp rồi. Còn 3 pháp còn lại là, đó là tưởng đoạn trừ Bahana Sanya, tưởng vô nhiễm Viraga Sanya, và cuối cùng là Nirodha Sanya, tưởng đoạn diệt. Thì cả 3 pháp này thưa quý vị đều có chung một cái thuộc tính là muốn ám chỉ chung một cái trạng thái muốn ám chỉ đến Niết Bàn á. Nhưng mà sở dĩ nói làm ba như vậy á, là muốn nói đến 3 cái khía cạnh. Khi nói đến khía cạnh Bahana là muốn nói đến khía cạnh đoạn trừ phiền não. À, khi mà dứt trừ được cái phiền não á, thì lúc bây giờ nó sẽ có cái trạng thái giải thoát. Và khi mà dứt trừ cái viraga, tức là ái nhiễm, cái sự dính mắc khác ái, thì lúc bấy giờ cái trạng thái không có ái nhiễm đó chính là sự giải thoát. Và tưởng đoạn diệt đó là suy niệm trạng thái của Niết Bàn là hoàn toàn chấm dứt đoạn diệt, không có phiền não tồn tại ở đó. Nó cũng giống như một vấn đề, nhưng mà nhìn theo 3 cái góc độ khác nhau thôi. Chứ nói ví dụ như thế này nè. Chẳng hạn như lúc mình bệnh á, thì mình đang mắc một cái loại bệnh gì đó, một cái loại virus gì đó trong thân, cho nên nó hoành hành thân mình nó đau khổ lắm, không được thoải mái. Và khi mà mình nhận thức một điều là cái này phải uống thuốc, cái này phải gặp thầy hay chữa đúng phương pháp, phải uống đúng thuốc, thì khi thể có thuốc vô là sẽ đẩy lùi được cái anh kia. À, đó là cái khía cạnh đầu tiên, có thuốc vô đẩy được anh kia thì lúc bây giờ thân mình nó khỏe, cái chuyện đó là chuyện đương nhiên rồi. Đó là một cách. Và hễ mà cái thân này á mà nó đã khỏe rồi á, thì vốn nó sẽ không có bệnh. Thân này nó đã có thuốc vô rồi á, nó không có
cái virus bệnh ở đó nữa, mầm mống của bệnh đó, lúc bây giờ nó khỏe, chuyện đó chuyện đương nhiên rồi. Đó là cái khía cạnh thứ hai mình cũng có thể hiểu ra được. Ở trường hợp thứ ba đó chính là ở cái trạng thái khỏe mạnh đó, thì lúc bây giờ ở trong trạng thái đó bệnh tật nó không có tồn tại trong trong thân, không tồn tại trong thân. Cho nên chính vì thế mà đây là ba khía cạnh để cho chúng ta nhìn nhận ở ba cái góc độ thôi, cũng đề cập đến một cái trạng thái đó chính là sự giải thoát, là niết bàn. Và sự suy niệm này thưa quý vị, tuy nó chỉ ở cái lãnh vực về tâm niệm thôi, nhưng mà đó là những cái bước khởi đầu rất là tốt, rất là cần thiết để mà mình gieo cái động lực trên cái con đường giải thoát rất là nhiều. Bởi vì thông thường quý vị biết tại sao cái tâm lý của chúng sanh, mình rất là ngại cái chuyện mà tu hành tinh tấn. Thật ra nếu mà sư nói thiệt với quý vị, ai mà tu hành tinh tấn được đó thì chuyện đó là tốt. Nhưng mà khi mà mình đã khép mình vào trong cái khuôn khổ đó, mà đi ngược lại với những cái thói hư tật xấu, những cái phiền não mà mình tích lũy ở lâu ngày dài tháng ở trong tâm của mình, nhất là trong luân hồi, thưa quý vị, ngại chuyện đó lắm. Chẳng qua là mới có một cái thời khắc, một vài thời khắc nào đó, hoặc là do cái giai đoạn tu của chúng sanh đó đã đến cái thời điểm nó thiên về thiện hạnh nhiều rồi, cho nên đối với những pháp đó cảm thấy được thoải mái thôi. Chứ còn nó trên thực tế ai cũng giống như là cá ở trong nước mà bắt bỏ lên bờ, ra khỏi cái môi trường cũ của nó là nó dãy dụa chịu không nổi, rất là bực bội. Chính vì thế mà cái sự suy niệm này mình phải, đó là mình tạo cái thiện cảm đối với cái con đường giải thoát trước, tuy là những bước đầu tiên thôi nhưng mà nó rất là quan trọng. Đó là như vậy thì kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, xin phép được chấm dứt cái thời giảng ở tại nơi đây và phần còn lại. Thật ra kính bạch sư phụ, con không có thấy chúng tôi dắt đẳng vào trong lớp học, cho nên bây giờ thì con kính mời sư phụ cầm mic để có cái phương hướng như thế nào trong cái buổi tiếp theo, là buổi thảo luận của Chư Tăng ở trong lớp học. Con kính mời sư phụ tự sư trong một bức thầy giảng. Cảm ơn đại đức quý vị đã giảng cho bài học hôm nay. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay ở trong rừng không thấy có thần tòa dục đẳng, không biết là quý vị trong ban điều hành có nhận được cái câu thảo luận nào chưa. Quý vị có nhận được câu thôi chưa? Dạ, không có. Trước hết xin có một câu hỏi với Đại Đức Pháp Tính. Với Đại Đức Pháp Tính có mặt trước máy không? Ồ, cảm ơn Đại Đức. Rất là quan hệ mỗi khi mà mời thỉnh vị nào một vị đó có mặt liền thì nó vui trong lòng.
Chúng tôi cũng xin lỗi, có đôi khi chúng tôi cũng làm cho thượng tọa giác đẳng không có vui lắm trong lòng. Lúc mà ngồi thì lúc đó chúng tôi không có mặt ở trước mắt. Để Đức Phật tính hôm nay chúng ta học về mười cái pháp cần sanh khởi. Thì ở trong 10 cái pháp cần được sinh khởi đó, tức là 10 pháp tưởng, ở đây chúng ta sẽ có 3 cái danh từ. Liễu tri nha, hay là pachananda, tưởng tri là sanh nha, hay là sanh cha nắng á, thức tri quyên nha năng, hay là quý cha nắng á. Thì như vậy rõ ràng là ở trong thanh tịnh đạo, khi mà phân tích ba cái ngữ này thì chỉ có tuệ tri, liễu tri, paññā đó thì mới là cái trí tuệ, nó có cái đặc tính là tỏ ngộ được pháp thực tính. Như vậy thì những cái pháp môn tu tập như ở đây, cái pháp được sanh khởi chỉ gọi là 10 pháp tưởng sanh nha, hay gọi là tưởng tri sanh cha nánh á. Thì bây giờ chúng ta phải hiểu cái cách tu tập của tuệ quán nó khác. Tu tập về tuệ quán minh sát và tu tập về tưởng tri các cái đề tài này, hai cái trường hợp đó nó khác nhau như thế nào, xin thỉnh đại Đức Pháp Tướng chia sẻ với hội chúng qua cái câu hỏi này. Bức Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tệ Siêu, thường tọa Minh Hạnh, đại đức Huy Niệm cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Qua câu hỏi sư phụ vừa đưa lên thì ở đây thì nói về cái tưởng tri sân nha và thắng tri liễu tri bên nha. Thì vậy thì đối với hai cái pháp mà tưởng và thắng, hai cái pháp tưởng và thắng thì nó theo như con nghĩ lắm, nó rất là khác nhau, nó rất là khác nhau. Đối với một người á mà có cái sự tưởng tri á, là coi như là lúc đó chúng ta là chỉ có biết là tu tập, thí dụ như là những cái đề mục để mà quán về thể trược, coi như là mình biết được
cái đó nó là một cái, một cái, một cái vật bất tịnh, thì như vậy đó là nó chỉ còn nằm ở trong cái, cái sự mà hiểu biết mà có giới hạn thôi. Nó biết được những cái vật đó, những cái điều đó, nó có giới hạn thôi. Hoặc là đối với cái tưởng về cái sự chết của mình, thì chúng ta biết, chúng ta biết rằng là chắc chắn là cái sự chết của chúng ta là nó sẽ đến. Nhưng mà đối với cái Panya đó, là cái thắng tri đó, thì cái cấp độ khi mà thắng tri này đó, khi mà chúng ta biết đó, thì nó sẽ cao hơn. Có nghĩa là mình biết rằng do những cái, do những cái nhân này, những cái nhân này nó sanh lên, rồi khi mà những cái nhân này á, nó không có, nó không còn nữa, thì những cái pháp đó nó sẽ mất đi, nó sẽ bị diệt đi. Thì đây là một cái, một cái cấp độ của cái sự thắng, thắng tri, có nghĩa là cái biết bằng trí tuệ rồi. Còn tưởng tri á, thì coi như là chỉ biết bằng cái tưởng của mình thôi. Nhưng mà ở đây đó, không phải là nằm ở trong cái sự tưởng tượng, có nghĩa là mình tu tập, mình biết được cái đó, đối với cái này là sắc nè, cái này là thọ nè, cái này là tưởng nè, cái này là hành quẩn nè, vân vân. Mình biết được, mình biết cái thức của mình, bằng cái thức của mình. Rồi khi mà mình biết do đối với các sắc này, do những cái nhân này nó sanh lên, ví dụ như là do vật thực, hoặc là những cái sắc này là do tâm, hoặc là những cái sắc này là do nghiệp nó tạo đó, thì mình biết một cách rõ ràng như vậy. Rồi sau đó, thậm chí đối với tưởng, đối với thắng tri, là chúng ta biết được là những cái sắc này nó sẽ bị vô thường, bị biến đổi, bị hoại tiêu, thì coi như là lúc đó là chúng ta biết được bằng một cái cách là mình thắng tri hoặc là mình liễu tri cái điều này. Có nghĩa là mình hiểu rõ, nói như ở thông thường đó, là giống như là mình hiểu rõ từ đầu tới đuôi, mình hiểu rõ từ đầu tới đuôi luôn đó. Thì cái thành ra đó, đối với cái cấp độ mà một người mà có cái hiểu biết bằng trí tuệ, nó sẽ hiểu biết được một cách rất là rõ ràng. Nhưng mà nói về khi mà chúng ta có, chúng ta muốn mà có được cái liễu tri, thì coi như là chúng ta phải tu tập những cái pháp cần được sanh khởi. Có nghĩa là chúng ta cần phải có cái tưởng tri, có nghĩa là chúng ta biết được bằng cái tâm, bằng cái ý thức của chúng ta, thì chúng ta mới tu tập, rồi chúng ta mới có được cái sự liễu tri. Cũng như ở trong cái bài học ngày hôm nay đó, thì một cái vị hành giả tu tập, khi mà đối với các cái pháp của vị hành giả tu tập, cần phải có cái sự mà tưởng về bất tịnh, hoặc là tưởng về sự chết, tưởng về cái sự nhòm gớm, hoặc thực tưởng về một cái thế giới nó bất lạc đó, thì nhờ có cái sự tu tập này, chúng ta mới ở lên cái trí mà mình nhàm chán, nhàm chán những cái sự thay đổi, những cái sự mà bất tịnh, những cái sự khổ đó, mình có cái sự nhàm chán đó rồi, cái mình mới sanh lên cái trí để mà mình xuất ly những cái vật này đó. Thì khi mà chúng ta có cái sự tu tập như vậy đó, thì nó phải trải qua cái sanh nha, có nghĩa là nó trải qua cái tưởng tri. Rồi khi mà chúng ta có được cái nền tảng nó vững rồi đó, thì coi như là chúng ta mới hiểu được, chúng ta hiểu được những cái pháp này, những cái pháp này là những cái thể trược, những cái vật này là cái vật đáng nhòm gớm, mình có muốn gìn giữ nó thì cũng gìn giữ không được,
do nó bị biến đổi, nó bị tiêu hoại, vân vân. Thì rồi khi mà chúng ta hiểu được nó biến đổi, nó tiêu hoại theo những cái nhân do thời tiết, do vật thực, hoặc là do tâm, do nghiệp, vân vân, thì chúng ta hiểu được cái nhân mà nó sanh lên, rồi hết cái nhân đó không còn thì nó sẽ quậy đi, thì coi như là chúng ta có cái liễm tri, mình hiểu biết một cách tương tận về từng thể trược, hoặc là từng cái sự việc, từng cái sự kiện như vậy đó, thì coi như là một người mà hiểu được trọn vẹn cái vấn đề gì khi đưa ra, thì như vậy gọi là cái người đó có cái sự liễu tri. Còn khi mà chúng ta niệm tưởng một cách thông thường thôi, chúng ta niệm tưởng một cách thông thường thôi, thì lúc đó nó chỉ mới là tưởng tri thôi. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận mà sư phụ Thượng Tọa Tại Siêu đã nêu lên đó, thì theo con nghĩ rằng đối với tưởng tri thì mình chỉ mới có cái cách, mới có cái biết thông thường thôi, có nghĩa là lúc đó là mình mới có tu tập thôi. Còn khi mà liễu tri là coi như là chúng ta đã hiểu được những cái, hiểu rõ được những cái sự kiện, những cái đề mục chúng ta tu, chúng ta hiểu rõ một cách tường tận về cái vấn đề đó, thành ra lúc đó mới gọi là cái sự liễu tri. Đây là những cái ý con xin được thảo luận đóng góp qua cái câu thảo luận mà sư phụ đã nêu lên. Bây giờ thì con xin thỉnh sư phụ Quang Hỷ trở lại Nam Mô Bụt Thà nha. Anh là một thầy, xin cảm ơn tịch. Về vấn đề này, chúng tôi cũng xin có một vài đôi điều chia sẻ với quý vị. Thực ra thì ở cái danh từ Panya, Sanya và Quynya ở trong Thanh Tịnh Đạo thì Ngài chỉ dùng để phân tích, Ngài Bố Thí Phật Sáng để phân tích là dựa vào ví dụ pháp, tức là Sanya đây là chỉ cho Sanya của tướng quân, và chữ thức ở đây đó, Quynya năng là chỉ cho bảy cái thức thuộc về tâm, là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, trong đó gồm có ý giới và ý thức giới. Và chữ Panya là chỉ cho sở hữu trí tuệ. Do đó khi mà Ngài phân tích giải cái ý nghĩa là trí tuệ là cái sự hiểu thấu đáo, hay gọi là liễu tri. Tưởng là cái sự giới biết, chứ không phải giống như là trí tuệ là biết thấu đáo. Tưởng tri là giới biết, biết cảnh do ấn tượng trạng lại. Cổ
cạn lại. Cái đó là cái tướng của tử quân. Còn thức là nguyên nhân năng như là nhãn thức, nhĩ thức, nó cũng biết cảnh sắc, cảnh thinh vân vân. Nhưng mà cái biết đó gọi là nhận biết. Nhận biết này là cái biết của thức đó. Là biết phản xạ tự nhiên. Thí dụ mắt vừa nhìn thấy cảnh sắc thì phản xạ tự nhiên là nhãn thức để sinh khởi, nhưng mà nó hoàn toàn nó không có cái sự suy tư gì hết, chưa có suy tư, giai đoạn đó chỉ suy tư, cái tâm nhãn thức để sinh khởi. Đến cái giai đoạn trí tuệ đó của tâm động lực thì lúc bây giờ cũng là cái biết, nhưng mà cái biết này là do cái sự minh sát, do cái sự suy xét. Xét biết gọi là tự tri, nhớ biết gọi là tưởng tri, và nhận biết thì gọi là thức tri. Khi Ngài phân tích ba cái đây vậy. Còn ở đây cái chữ sanya trong trường hợp này, trong cái pháp môn tu tập mà được nói theo kinh tạng đó, thì chữ sanya ở đây đó, nó cũng bằng cái trí tuệ, cũng bằng cái trí tuệ. Chỉ có điều là vì cái trí tuệ mà quá xét, những cái gì nó đã qua rồi mình chặn lại để mình quan sát, hay là có sẵn để mình chặn lại mình quan sát, như vậy mới gọi là tưởng. Thí dụ như bất tịnh tưởng, 32 thể trượt, xin lỗi vì ở trong cái quyển kho tàng pháp học khi nãy chúng tôi có kiểm tra đó, thì do cái lỗi in ấn cho nên để có 30 thôi, đúng cho 32 thể trượt. Thì tức là trạng lại hay là nhớ biết thân này từ đầu đỉnh đầu cho đến gốc chân, đã được bao bọc bởi da. Trên da đầu thì có tóc, trên da thân thì có lông, trên đầu ngón tay ngón chân phía ngoài thì có móng, ở trong miệng thì có răng, da thịt cơ xương vân vân. Thì như vậy sau khi mà nhớ lại trong thân này nó có những cái thể trượt như vậy, thì khi mà nhớ lại như thế đó thì tức khắc tuệ nó làm việc liền, là để nhận thức các khía cạnh. Thí dụ như là khi nhớ biết trong thân này có tóc, trí tuệ liền phân tích tóc, cái vị trí của nó là ở phía trên, phía trên thân, tức là trên đầu, từ rúng trở lên gọi là phía trên, và từ rúng trở xuống gọi là phía dưới. Mai mốt học thanh tịnh đạo tới chỗ này thì chúng tôi sẽ nói rõ hơn. Rồi tóc đó, cái gốc cái chân tóc đó thì nó mọc từ nơi da đầu, còn cái ngọn tóc thì nó tiếp giáp với khoảng không, tức là một ra bên ngoài. Tóc nó có cái hình dạng, nó có hình dáng là sợi, hình sợi dài. Màu thì tùy, trẻ thì màu đen, lớn tuổi thì màu bạc trắng,
chúng ta suy xét bằng cái trí tuệ thấy gì, rồi cái mùi của tóc có thể mùi khác, thì khi mà quan sát như thế rồi á, thì cái trí tuệ sẽ nhận thức được trên da này là bẩn thỉu, mà tóc mọc trên da thì đương nhiên tóc đó nó cũng bẩn, cũng như khi ở trên mặt đất cái chỗ đó đó người ta đổ rác, người ta đổ rác, rác lâu ngày nó mục, nó thành phân, nó mọc lên một thứ cỏ hoặc một thứ rau. Thật ra thì rau chỗ đó đó là dơ bẩn, không có vệ sinh, mình ăn mình ngứa thì cũng như vậy. Nhờ cái trí tuệ nó suy xét thấy da, rồi dưới lớp da là thịt máu, nó bẩn thỉu như vậy đó, nó ô uế, thì tóc nó mọc từ nơi cái chỗ bẩn thỉu thì đương nhiên là nó phải là một uế trượt. Thì cái giai đoạn đầu là tưởng, tưởng nhớ lại ở trong thân có cái đó, rồi giai đoạn kế tiếp là bắt đầu có tuệ tri để mà quán. Cho nên cái việc mà phân tích ngữ nghĩa tưởng tri ví như là, ví dụ như là một đứa bé nó cầm cái đồng bạc, nó chỉ biết đó là hình tròn màu trắng, hoặc là nó có hình vẽ trên đó hay hình khắc trên đó thôi. Đứa bé sơ sinh đó, nó chỉ mới mấy tháng tuổi, một tuổi, nó không biết gì hết, nó cầm nó nhìn thì cũng thấy vậy. Nhưng mà thức tri thì một cái nhận biết thì cũng giống như là một người buôn bán mà họ, khi họ bán món hàng ra người ta trả tiền thì người ta cầm tiền lên, người ta biết đồ cái trị giá đồng tiền này nó tương đương với món hàng anh đưa ra, hoặc là người ta đưa cái tờ giấy giá trị nhiều hơn thì anh ta phải thối lại, vân vân. Thì như vậy chỉ nhận biết bằng cách gọi là phản xạ tự nhiên của người buôn bán hàng ngày thôi. Nhưng mà biết tri, nhưng mà tuệ tri bên nhà thì ngài có thân phương sáng ngày, ví dụ giống như là một người mà kiến định, người mà kiểm định tiền tệ ở trong một cái ngân khố, tức là khi đồng tiền được hiện hành đi ngang qua cái ngân khố, đưa vào trong ngân khố thì anh ta nhìn, anh ta biết đồng tiền thật hay là giả, đồng tiền này được làm bằng cái chất liệu gì, xuất xứ ở đâu, vào năm nào, vân vân. Thì như vậy cái đó là liễu tri, hay nhờ vào Thượng Minh Châu này gọi là tuệ tri á. Khi mà phân biệt ba cái biết đó đó, tức là phân biệt từng cái rời rạc, nhưng mà ở đây ví dụ pháp là chúng ta phải biết trí tuệ không bao giờ mà nó sanh khởi độc lập riêng lẻ nếu như không có tử quẩn và không có thức quẩn. Trí tuệ thuộc hành quẩn, cho nên hễ tuệ tri ở đâu, sinh khởi ở sát na tâm nào thì ở trong tâm đó vừa có thức tri mà vừa có tưởng tri nữa, cho nên khó mà phân biệt ra lắm.
Như vậy thì câu hỏi khi nãy đó là chúng ta hỏi ra là để ba cách nó khác nhau thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta bình luận về cái pháp tưởng tu tập pháp tưởng thì cái pháp tưởng này, chữ tưởng này nó không giống như là tưởng tri ở trong ba cái danh từ là tưởng quẩn. Tưởng này không phải là tưởng quẩn, chúng ta cần lưu ý như vậy. Đó chúng tôi xin đóng góp thêm ý nghĩa này. Sau cái lời của Thượng Tọa Đại Đức Pháp Tính, bây giờ thì thấy ở Đại Đức Tự Viện và cũng rung rồi. Bây giờ xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính Quan Hỷ điều họp cho các cái câu hỏi với Thượng Tọa Tự Viện và Đại Đức Minh Thông. Còn 15 phút nữa thôi, xin thỉnh Đại Đức giúp dùm cho này, thỉnh Thượng Tọa Tự Viện, Đại Đức Minh Thông, Quan Hỷ giúp dùm cho. Nam Mô Bụt Thầy, xin cảm ơn Đại Đức Quan Tịnh. Dạ, xa thú. Một lần nữa con xin thành kính tri ân đến sư phụ đã từ quỳ Quan Hỷ bổ túc thêm giùm con cái câu hỏi vừa rồi. Con rất là thành kính tri ân đến sư phụ. Bây giờ thì con xin đảnh lễ đến Thượng Tọa Tây Quyền mở vừa vào room. Không biết Thượng Tọa Tây Quyền có nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, con thấy tín hiệu của Thượng Tọa Tây Quyền rồi. Dạ, cái bài học ngày hôm nay nói về những cái tưởng, có nghĩa là 10 cái pháp cần sanh khởi. Thì ở trong 10 cái pháp này là tưởng bất tịnh, tưởng sự chết, tưởng sự nhòm gớm vật thực, vân vân. Nói chung là 10 cái pháp tưởng này. Thì ở đây con muốn thỉnh ý của Thượng Tọa Tịnh Quyền, thì đối với 10 cái pháp tưởng này đó là thích hợp với các vị hành giả tu tập, hay là đối với những cái pháp này là thích hợp cho từng riêng. Nếu mà có đó thì xin Thượng Tọa đương cử một vài trường hợp đối với cái cá tánh nào thì thích hợp với cái sự tu tập về cái tưởng nào trong cái bài học ngày hôm nay. Và nếu Thượng Tọa Tuệ Quyền trả lời xong thì còn thời gian thì Thượng Tọa Quan Hỷ hỏi Thượng Tọa Nguyên Thông một câu nữa tiếp theo là dạ, con xin thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền. Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sơn Khai, giới thiệu để chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Như Quỳnh cùng đại chúng. Chúng con gọi là để Đức Phật đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến tòa bình hạnh để Phật tính để được nguyên thông, được quy niệm cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Cái câu pháp học, câu hỏi của Đức Tính hỏi rằng bây giờ nếu như mà 10 pháp tưởng này dành cho một người tu, nó mang tính chung hay là một cái cá tính, đây là cũng là một vấn đề. Thì thường thì ở trong 10 pháp tưởng này nó rất là rộng, chẳng hạn như tưởng bất tịnh, tưởng sự chết, tưởng vô thường, khổ não, vô ngã, rồi tưởng đoạn trừ, rồi tưởng vô nhiễm, rồi tuần diệt, hay là tưởng về cái như vật thực, vân vân. Ở đây thì chúng ta thấy tất cả là tùy cái cơ tánh thôi. Nhiều khi người ta tu có đôi khi người ta cũng chung chung, hoặc là nếu như mà bài bản ấy, thì người ta có thể, ta biết là thí dụ như tâm người ta tham ái nó nhiều, tâm người ta nó cái ái nó nặng, thì người ta dùng cái bất tịnh để mà tưởng đi, coi như làm cho cái tâm
hay là niệm về cái sự chết, hay quán về cái vô thường, vân vân. Rồi nếu tâm người ta sân thì chẳng hạn như người ta niệm về, ở trong đây thì không có cái tự tâm, như điều mà chẳng hạn như tâm mình sân quá thì niệm về tự tâm, thì chẳng hạn như, hoặc là người ta quán về vô ngã để không, để buông bỏ, để không còn cái tưởng tri nó chấp nữa. Cái đó thì cũng như là tưởng đoạn trừ hay là tưởng coi như là đoạn diệt đó. Thì ở đây thì có thể nói rằng là cái sự tu tập về về 10 pháp tưởng này có những cơ tánh. Nhiều khi quý vị biết mình ái luyến về cái đẹp nhiều quá, ái luyến về cái sắc thân của mình nhiều quá, mình hoặc mình chấp ngã nhiều quá, thì dùng cái tưởng tri này để đẩy lùi cái ái chấp đó, đây là một điều mà hết sức là quan trọng. Chẳng hạn như chúng ta niệm quán niệm về cái sự chết hay là quán, thì khi có ai đó chửi mắng chúng ta hay là làm cho chúng ta cảm thấy nó khổ đau, làm cho chúng ta cảm thấy bị cái buồn khổ, thì họ quán về tất cả rồi chúng sinh cũng sẽ chết, rồi chúng sinh cũng sẽ, rồi tất cả pháp nó cũng sẽ vô thường. Hôm nay như thế này, ngày mai như thế kia, đó là nghịch duyên, đó là nghịch cảnh thôi. Những cái nghịch cảnh này rồi nó cũng sẽ biến mất rồi, những cái điều mà không nghe tiếng nói khó chịu này, hay là cái sự nhục mạ này, thì nó cũng rồi cũng đi qua thôi. Chả có cái gì mà mình cần thiết và phải ghi nhớ, cần phải quán trách người ta, hay là có cái sự phản ứng, hay là có một cái sự bực bội khó chịu vì người, vân vân. Thì cái đó là có thể nói rằng là chúng ta chọn lựa cái tưởng tri nào mà cảm thấy nó phù hợp thì chúng ta suy nghĩ, và căn cơ của chúng ta nữa. Nhiều khi sự thật ra mình nói về quán về vô thường thì mình nghĩ vô thường như thế nào, quán niệm về sự chết thì mình quán làm sao, quán về bất tịnh thì mình quán làm sao, quán về bám hay là quán về cái mình tưởng tưởng tri về về cái sự nhầm góp, hay là tưởng về mà chúng ta biết là tưởng nhầm góp hay là tưởng khi mà thọ dụng vật thực, thì tất cả là tùy thôi. Thí dụ như mình ăn uống mình cảm thấy cái tâm mình nó hơi chọn lựa, cái tâm mình nó hơi chấp cái món ăn nên thế này thế kia, thì mình nghĩ mình ăn đây cái vật thực này coi như thế nào cũng như cái đó thôi, rốt cuộc rồi cũng ra phân ra nước tiểu hôi hám chứ không là cái gì. Cho nên ăn cái gì cũng được, chứ đừng có chê, phải khen, đừng phải nặng lời, đừng phải trách móc gì gây thêm cái sự đau khổ, cái sự bực bội của người khác. Thì đó, kính thưa quý vị, thì chúng ta suy nghĩ như vậy thôi thì mọi chuyện hết sức là nhẹ nhàng. Nhưng ngược lại, khi mình nghe một cái tiếng nói bực, có tiếng nói khó chịu, thì mình quán về cái tâm tính nó vô thường, nghịch duyên của chúng ta. Chúng ta tưởng tri về cái nghịch duyên của chính mình đang gặp, nhưng mình có thể vượt qua được. Tại sao mà mình không gặp người này mà mình không gặp cái người nào đó mà vui cười, tự nhiên mình gặp người này khó chịu với mình, là tại sao họ mang cái sự khó chịu tới mình? Âu cũng là cái nghịch duyên, Âu cũng là cái quan trái, quan kết, vân vân. Thì chúng ta nghĩ rồi tất cả chúng sinh rồi sẽ ra đi thôi, đâu có cần thiết phải cột trói, đâu cần thiết phải làm lớn chuyện như vậy, vân vân. Thì cái tưởng tri của chúng ta, cái pháp tưởng, một trong những cái pháp tưởng chúng ta có thể dùng để áp chế và để có thể vượt qua được, thì đó chính là có thể những người, có một số người thì từng cái cá tính họ có thể thích hợp hay là một cách chung như vậy để chúng ta cũng có thể tu tập được. Dạ. Thì đó chính là cái câu trả lời. Thì là đã có sẵn hay là cái phải hỏi những cái câu hỏi á. Nhưng nãy chú nhớ không lầm thì như là Đức Tính nói chúng tôi hỏi câu hỏi nữa phải không ạ? Dạ dạ, vậy thì hỏi để Đức Nguyên Tông một câu hỏi như thế này. Với một cái đời sống cái từng tuổi này, cái từng tuổi của Đại Đức Nguyên Thông,
những cái gì Đức Minh Thông sử dụng cái pháp nào mà để đoạn trừ những cái tưởng tri mà mang tính tức là mà nó hồi tưởng về quá khứ nhiều, tức là chúng ta trải qua một thời gian vô gian dài của cuộc đời, thì có những lúc mà chúng ta nhớ là cái mình như thế này, mình như thế kia, thì Đức tu tập như thế nào để Đức đoạn trừ cái biết rằng à, cái này nó không nên rồi, cái điều này mình không nên phóng dật như thế, hoặc mình không nên truy tìm về quá khứ, buông bỏ nó đi. Giờ mình nghe bây giờ mình biết tu như thế nào đó, thì kính cung thỉnh để Đức bằng cái kinh nghiệm của thực tế tự thân của mình, để Đức không phải bị tưởng tri, không bị vọng về quá khứ quá nhiều, nhớ lại những cái chuyện nó đã đi qua trong cuộc đời mình. Và kính cung thỉnh để Đức Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con là Nguyên Thông, con xin tuân lệnh sư phụ trả lời những câu hỏi mà sư phụ vừa đặt ra. Kính thưa sư phụ, sự thật ra thì trong nhóm giảng sư này là con là người trẻ nhất, là có nghĩa là cái người mà không biết gì cả. Nhưng mà nhờ được học giáo pháp mà trong cái room này từ sư bá Tuệ Siêu, sư phụ Nhất Đẳng và chư vị giảng sư trong room này đã truyền trao lại những lời giảng dạy của Đức Phật, thì con tùng theo đó mà thấy rằng tất cả chúng ta khi mà chưa tu hành, chưa gặp giáo pháp thì là một chúng sanh vô minh. Và vì vô minh đó cho nên những gì mà thấy trước mặt của chúng ta thì chúng ta cảm thấy là khả ý, khả lạc, khả hỷ là tham đắm, và không bằng lòng là sân si, và đó là cái đầu mối của sanh tử luân hồi. Và vì vậy cho nên theo cái lời giảng của chư vị đã truyền trao thì chúng ta cần phải hiểu biết. Mà chỉ hiểu biết đó, mà muốn được hiểu biết đó thì người ta phải sống trong cái tư thế là chánh định hay là chánh niệm tỉnh giác, tức là không có soi ra để mà khen chê, làm tàn làm phách, mà ngược lại phải nhìn vào cái tâm của mình để biết mình đang làm gì và nghĩ gì. Và đó là mình phải suy xét tất cả những cái căn của chúng ta là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Thì khi mà giao tiếp với trần cảnh bên ngoài thì chúng ta cho có cái sự xúc chạm, và cái xúc chạm có cái thấy biết. Mà nếu mà cái thấy biết mà chúng ta thấy là khả ý, khả lạc, khả hỷ thì chúng ta phải nhớ lại lời Đức Phật giảng dạy là cái thấy biết chỉ là cái thấy biết của cái căn, của con mắt, của lỗ tai, của sự xúc chạm, của da, chứ không phải là của một con người. Vì vậy cho nên mà học được cái bài học của một vị tỳ kheo đang quán, vị danh sắc, thì vị tỳ kheo đó thấy có một người đàn bà đi ngược lại, mà vị đó không thấy là một người đàn bà, chỉ thấy có một cái bộ xương biết đi và cái hàm răng trắng. Thì người đó thấy là chỉ danh và sắc mà thôi. Và do đó có người chồng hỏi là: thưa sư phụ có thấy vợ con đi ngang đây không? Cái vị tỳ kheo có nói là: tôi không có thấy ai cả, tôi chỉ thấy một bộ xương biết đi mà thôi. Tất cả những bài học mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy cho chúng ta, mà nếu chúng ta suy nghĩ theo cái lời giảng dạy đó như là vị đại sư đó, thì ông ta đã chứng Niết Bàn, chứng A-la-hán ngay trong cái giây phút đó. Vì vậy kính thưa sư phụ, những điều mà chúng ta được vào room này để mà lắng nghe chư tăng giảng dạy, đọc lại những kinh điển mà Đức Phật giảng dạy, là để như là chúng ta thực sự là được nhận được cái giáo pháp mà từ Đức Phật giảng dạy cho chúng ta. Và nếu mà chúng ta suy nghĩ chân chánh, suy nghĩ chính xác, thì Đức Phật cái giảng dạy rồi, bất kỳ nơi nào có còn bát thánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì còn có nơi nào còn có bát thánh đạo là nơi đó còn có tứ quả sa môn. Thì vì vậy cho nên con rất là tán thán và hoan hỷ nhận thấy cái mỗi ngày con vào đây thì vẫn thấy những vị
tỳ kheo có mặt, những vị Phật tử đều có mặt hàng ngày ở đây, nơi đây, thì cái sự thật nó như vậy thì thấy rằng chư vị đã có cái sự tinh tấn nơi giáo pháp, tinh tấn tin tưởng nơi Tam Bảo, tin tưởng nơi giáo pháp và vào đây tu hành. Thì con hy vọng rằng và con tin tưởng rằng cái kết quả sẽ đến cho chư vị một ngày gần đây. Còn nếu không nữa thì là những kiếp kế tiếp, là bởi vì cái ba la mật thì chúng ta đã có thể là thâu lượm và tích tụy, và nhờ những ba la mật đó thì những kiếp mà Đức Phật lần thứ năm là ngài Maitreya Giá sẽ xuất hiện, thì quý vị sẽ được lọt vào võng mạc của ngài và sẽ được ngài hướng dẫn để chứng đắc thánh quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và đó là những sự tư duy mà con nghĩ về chư vị giảng sư, chư vị Phật tử đã thường xuyên vào trong học hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin trao mai lợi cho đạo tràng để chư vị có thể là kết thúc cái buổi học này. Xin trao mai lại cho đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thu sạch thú chúng con thành kính đảnh lễ tri ân để được nguyên thông. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, thượng tọa Tệ Quyền có chức máy không, có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ, con kính dân bạch sư ạ. Dạ, sa thú lần thành thai kính tri ân đến đại đức Nguyên Thông. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể đại chúng, chương trình thảo luận của chương trình học của Trung Pháp Bồ Tát Tham Mát đến đây đã hoàn mãn. Kính tri ân đến chư tôn đức tăng quý ngài đã vào trong thuyết giảng và thảo luận. Kính đảnh lễ và kính ngài một ngày an lành, một đêm an lành, và kính cầm niệm cũng được của toàn thể chư Phật tử vào rung để điều họp cũng như là tham dự buổi học. Và kỳ cũng một ngày an lành, một đêm an lành, và hẹn gặp vào ngày mai trong giờ thường lệ. Dạ, kính mời MC lên để cảm tạ hoàn mãn chương trình. Nam mô Bụt Thầy. Dạ.